Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Có nhiều người hỏi rằng á, làm sao để có thể thông dong, thảnh thơi để mà có thể hưởng thụ một cuộc sống an nhiên, tự tại, bình an ở tuổi 50. Xin thưa các bạn, đây là 10 điều mà từ khi còn rất là trẻ, ở tuổi 20 thăm mấy, mình đã may mắn đã biết được, cho nên là mình không dính vào. Và đặc biệt là khi qua bên xứ Đại Bàng, xứ Cờ Hoa đó, mình càng không dính vào, cho nên mình mới sớm được giải thoát khỏi cái bẫy tài chính của họ, mà mới thông dong như các bạn thấy là mình có thể đi đây đi đó, và đặc biệt là trở về quê hương để sống những ngày vui vẻ. Thì xin chia sẻ cho các bạn 10 cái thứ hay là 10 món mà tôi luôn từ chối. Thì ngày xưa mình đọc được điều này từ những cái cuốn sách của những người mà thành công họ để lại. Điều thứ nhất, đó là thứ thứ nhất là không bao giờ mua một ngôi nhà quá lớn vượt khỏi tầm tay và khả năng tài chính của mình. Các bạn biết cái nhà cửa thì ai cũng muốn rằng là mình phải có nhà đẹp, nhà to, nhà sang, nhà phải lộng lẫy. Thì thường thì giới trẻ cũng như nhiều người bây giờ cứ lên mạng xã hội đó, thì cứ thấy là người ta hay khoe nhà lắm, ai cũng mê. Nhưng xin thưa các bạn, nếu chúng ta hiểu kỹ, một ngôi nhà quá lớn vượt tầm tay, các bạn có đủ thời gian để chăm sóc cho nó không? Đó là chưa kể là để tậu được ngôi nhà đó, chúng ta phải vất vả vô cùng. Nhất là khi qua Mỹ, chúng ta phải coi như mua trả góp, rồi tiền bạc chúng ta lao tâm khổ tứ để mà trả cho nó. Tôi đã từng thấy cái cảnh mà những người Việt Nam mình qua đó làm một lúc 2-3 cái job công việc á, không có thời gian để nghỉ ngơi, để mua căn nhà to đùng để khoe với thiên hạ. Nhưng cuối cùng rồi á, tôi thấy cũng phải bán, bởi vì đến những lúc cầm cự không nổi là vất vả, khổ lắm các bạn. Cho nên nếu mà ai hiểu á, cái ngôi nhà to cỡ nào nữa, chúng ta chỉ cần có một phòng để ở mà thôi, mua nhà to để làm gì? Đó là cái thứ nhất. Cái món thứ hai á, bạn biết rồi đó, là một trong những cái sản phẩm mà hiện nay á, nó làm cho giới trẻ cũng như nhiều người á, bị cuốn theo, đó là những cái sản phẩm công nghệ mới, chẳng hạn như là iPhone nè, iPad nè, là laptop nè, rồi rất nhiều những cái sản phẩm thiết bị điện tử khác, thiết bị thông minh khác, nó làm cho chúng ta coi như bị cuốn theo. Mà cứ nghĩ đi, bây giờ nhìn thấy kỹ đó nha, bây giờ mình nói về chiếc điện thoại thôi nha, thì hồi xưa đó dài 3 năm nó mới ra một cái đời mới, bây giờ có thể mỗi năm nó ra mỗi một cái đời mới, nâng cấp liên tục, rồi chúng ta cứ cuốn theo. Nhìn thấy không bao nhiêu vậy đó, nhưng mà bạn nhìn kỹ đi, nó ngốn chúng ta rất là nhiều tiền đó quý vị. Nhất là ở xứ Mỹ, chẳng hạn như một cái iPhone thì mỗi lần nâng cấp như vậy chúng ta được tốn một mớ tiền, và chưa kể là các dịch vụ đi kèm. Một chiếc phone bình thường thôi đó, nếu chúng ta mua trả góp nha, thì cả ngàn đô hơn, một tháng trả 30-40 đô, cộng thêm cái dịch vụ này dịch vụ kia cũng mấy chục đô nữa, một tháng bèo bèo cũng phải gần cả 100 đô, một năm cả ngàn đô, nó ngốn biết bao nhiêu tiền của chúng ta. Cho nên ai mà chạy theo cái công nghệ là chỉ có mệt mỏi, và coi như là tiền bạc là cứ đội nón ra đi mà thôi. Mặc dù ông biết tôi là dân công nghệ mà tôi không có hề chạy đua tới công nghệ, bởi vì chúng ta không thể xài hết tính năng của nó đâu các bạn. Cái món thứ ba đó, tôi thấy nhiều người thích mua quá nhiều quần áo lộng lẫy, hàng hiệu. Đây là tôi thấy nhiều người cứ bị cuốn theo vấn đề ở trên mạng xã hội, người ta cứ khoe nào là quần này áo kia, hiệu nọ bóp kia. Trời ơi, có thể bỏ ra 500-600 đô, thậm chí cả ngàn đô, thậm chí vài ngàn đô để mua một cái bóp, hay là mua một cái quần, một cái áo, một đôi giày. Có đáng không các bạn? Và tốn kém khủng khiếp. Và gần như ở Mỹ tôi thấy rất nhiều người khi mới qua, cũng như là nhiều người là có nhiều tiền là đổ vô cái này, và họ xem nó giống như là một cái gì đó thước đo để cho sự gọi là giàu có và sành điệu. Nhưng mà cuối cùng đâu có biết rằng họ bị bẫy tài chính nó kéo vô.
mua cái đó, người ta đã mua cẩm lai bán ve chai đó, mua thử đi rồi sau này nó cũng là cái nụ rẻ thôi. Nếu một thời gian chúng ta mặc mà không có phù hợp nữa, hoặc là nó chật, hoặc là bị thế nào đó, rất là uổng phí các bạn. Quần áo chỉ để che thân thôi, nên không cần phải mua một thứ quá là xa xỉ như thế, thì chúng ta sẽ đỡ tốn kém được rất là nhiều tiền. Bên Mỹ còn một thứ nữa các bạn, đó là nó hay dụ mình, mà bây giờ tôi thấy Việt Nam cũng bắt đầu xảy ra chuyện này, đó là tham gia nạp thẻ thành viên. À, có nghĩa là có nhiều người tham gia cái hội này nhóm kia, hay là chương trình này chương trình nọ, tập stream hay tùm lum thứ, rồi lên những website coi phim này phim nọ, bắt đầu nạp vô thẻ thành viên, ví dụ 1 năm là bao nhiêu tiền. Nhưng mà xin thưa các bạn, chúng ta không có thời gian để sử dụng hết tất cả những cái dịch vụ mà những nơi đó họ cung cấp, với những lời mời rất là hoa mỹ, những lời mời rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta tham gia chương trình này hay là thành viên của cái này cái nọ, thì chúng ta sẽ được rất nhiều những cái ưu đãi. Tôi nói ví dụ đơn giản nha, mình đi máy bay thôi, người ta dụ mình đó là cứ tham gia cái member của cái hãng nào đó, chương trình nào đó, thì chúng ta được vô đó, chúng ta mua sắm nè, hoặc là nghỉ ngủ nè, hoặc là ăn uống nè miễn phí, hoặc là được giảm bao nhiêu phần trăm. Nhưng xin thưa các bạn, 1 năm các bạn đi máy bay được bao nhiêu lần, hoặc là bạn lên mạng bạn coi phim thành viên của website này website kia, hay là tham gia chương trình này chương nọ, thì đây là những cái mà người ta thiết kế rất là tinh vi lấy tiền ta, nhất là ở những xứ tư bản hiện đại nha, ta cẩn thận cái đó. Nên tôi chẳng bao giờ dính vô cái trường hợp này đâu mà. Một trong những thứ mà mình thấy nó rất là rẻ tiền mà chúng ta lại bị cuốn theo, đó là tôi thấy qua bên Mỹ cũng như là giới trẻ bây giờ là thích uống những cái thức uống đồ ngọt, nước uống có ga, hoặc là cà phê này nọ. Là tôi thấy 1 ly cà phê ở Mỹ cũng phải cả 5 7 đô, thậm chí 10 đô, thậm chí những cái ly nước ngọt hoặc là những cái đồ uống xa xỉ. Trong khi đó nhiều người đâu có biết rằng tiềm ẩn trong những cái thức uống đó, không những ta tốn kém tiền bạc mà nó lại tiềm ẩn những cái nguy cơ về những cái bệnh. Những cái bệnh đó là những cái bệnh mà của thời đại, chẳng hạn như là đường cao nè, máu cao nè, là nhiều cái bệnh khác nữa các bạn, nguy hiểm lắm. Cho nên uống đồ ngọt thấy vậy chứ mà nó vô cùng tốn kém, và cũng như là tiềm ẩn những thứ bệnh trong tương lai, chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Nên không nên uống những thứ thanh thanh khiết thôi, như là nước ép tự mình có thể uống, hoặc nước lọc là tốt nhất các bạn. Khi nói tới uống thì phải nói tới ăn. Ăn và chơi thì chúng ta thấy những người luôn thể hiện mình sành điệu hoặc giàu có trên mạng là đi ăn đi uống đi khoe, đi check in chỗ này chỗ nọ, rồi sống một lối sống tha xa hoa thụ hưởng. Nhưng mà xin thưa các bạn, đó cũng là một cái sai lầm. Bởi vì những đồ ăn đồ uống á, nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ á, nó là họa đấy phải phúc đâu. Nhiều món ăn á, mình thấy đó là fast food nè, nó cũng tiềm ẩn giống như nước nước ngọt vậy đó, là những cái bệnh. Tiếp theo nữa đó là ăn uống vô độ, ăn uống không đúng khoa học thì nó có dẫn đến những cái bệnh của thời đại, như là đường cao, máu cao, và chưa kể là tốn kém tiền bạc. Rồi khi ăn quá nhiều thức ăn có nguồn gốc từ động vật hoặc là chế biến cầu kỳ, nó cũng là những nguyên nhân dẫn đến những cái bệnh trong tương lai. Rồi chưa kể là thích sống hưởng thụ, rồi dẫn đến trường hợp đó là sống ảo các bạn. Có nhiều người bắt chước theo người ta để giống như thiên hạ, để mình sành điệu, để mình đi ăn đi chơi chỗ này kia, rồi check in đưa lên, tốn kém lắm mà chẳng được cái lợi gì hết. Đó cũng là lối sống sai lầm và cho chúng ta khổ đấy. Hồi nãy cái đầu tiên tôi nói tới cái chuyện là mua nhà, tiếp theo là tới mua xe xe hơi sang trọng, sang chảnh sang trọng. Tôi biết sao á, là trên mạng xã hội á, nhiều người cứ lấy những cái thước đo là quần áo hiệu nè, nhà cửa nè, rồi đồ ăn uống nè, rồi đồ công nghệ nè, giờ tiếp theo là tới xe hơi các bạn. Xin thưa các bạn, bạn coi lại cho những người giàu có bậc nhất ở trên thế giới á, ít khi nào họ lấy xe hơi làm thước đo lắm. Nếu bạn xem cho kỹ đi, một chiếc xe hơi nếu mà mua đó, bạn sẽ nuôi nó cũng không kém gì cái nhà đâu.
Mà một chiếc xe hơi khi lăn bánh rồi đó các bạn, ra khỏi cái salon xe đó thì bạn bị mất ít nhất là từ 20 đến 25% rồi đó. Chạy thời gian bạn sẽ biết là nó còn gì. Và chưa kể để nuôi cái xe đó là tiền bảo dưỡng xe nè, tiền sửa chữa nè. Và ở xứ cờ hoa đó thì còn có những thứ tiền khác như là phí cầu đường nè ha, rồi tiền bảo hiểm xe, nhất là bảo hiểm xe đó, mệt mỏi lắm các bạn ơi. Cho nên á, ở bên Mỹ có câu nói là mua xe sang ngồi á, êm cái mông nhưng mà lại như là mệt cái lưng, là cài coi như mửa mật luôn các bạn, không có giỡn đâu. Cho nên đời tôi ít tình nào mà quan trọng tới vấn đề xe cộ lắm. Mình mua chiếc xe không cần phải mua xe mới đâu, mua xe cũ nhưng mà nó đầy đủ các tính năng và cũng không quá bệ rạc, tại vì xe nó chỉ là phương tiện đi lại mà thôi. Nên nếu ai mà nghiên cứu về cha giàu cha nghèo á, chúng ta chỉ nên mua những thứ gọi là tài sản, đừng nên mua tiêu sản. Xe là nếu không khéo là một tiêu sản đấy, mà tốn rất nhiều tiền của mình đó người. Và hiện nay chúng ta thấy thêm một cái trường hợp nữa là cái vấn đề mua sắm. Trên mạng xã hội bây giờ mua sắm mấy cái như là Amazon nè, rồi Shopee nè, rồi bên Mỹ thì nó có những cửa hàng giống như là 1 đô la, những cái hàng rẻ tiền đó, và mình thấy đồ rẻ là mình không nói nha. Rồi vấn đề sale liên tục, sale 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 bao nhiêu phần trăm ốp, sale sale nó kích thích cái sự gọi là tham của con người, ai cũng thích mua đồ sale. Bạn có biết á, bên Mỹ tôi đi garage sale á, tôi thấy thiên hạ bán những cái đồ á mà gọi là bán giống như mua cẩm lai bán ve chai, họ mua những món mà có khi họ chẳng bao giờ dùng, còn nguyên kiện nguyên mác chưa xài đem đi bán giống như bán tháo bán đổ cho. Mua món nhiều khi mấy chục đồng, cả trăm đồng, bán còn có 1, 2 đô, 3 đô thôi, thậm chí là đem đi cho ở Goodwill hay là những cái chỗ khác nữa. Cho nên là cái thói quen mua sắm vô tội vạ và thích đồ sale, thích đồ rẻ tiền đó cũng là khiến cho chúng ta tốn rất nhiều tiền và làm cho cuộc đời chúng ta khổ về sau đó các bạn. Cho nên là đừng ham những thứ này thì đỡ lắm nha. Hai thứ nữa, nó là cái thứ độc hại vô cùng và tốn tiền rất nhiều, đó là thuốc lá và rượu bia. Bạn thử tưởng tượng đi, một người đó mà nghiện thuốc lá đó, một ngày hút có khi cả gói hai gói, và thậm chí người thích uống rượu uống bia đó, tốn tiền lắm đó các bạn. Đó là cái thứ mà tôi không bao giờ gọi là mua đến và cũng không dùng đến. Chính vì điều đó nó làm cho mình coi như là đỡ tốn kém rất nhiều. Và tiềm ẩn của thuốc lá và rượu á, nó sẽ mang lại rất nhiều những cái thứ bệnh vô trong người của mình, và đến khi cái tuổi xế chiều đi, sức khỏe nó yếu, nó giật cho các bạn thấy hối hận không kịp đó các bạn. Hai món này tôi nói không, còn các bạn muốn nói có thì quyền của các bạn nha. Không nên mua, không nên dùng, không nên xài đó, nếu như ta muốn có một cuộc sống bình an và về già thanh thản, nó đỡ tốn kém là nói không với nó. Có một thứ nữa đó, cũng là một dạng là cờ bạc. Đó là gì các bạn? Cái này ở Mỹ á, thì nhan nhản, ở Việt Nam á, thì mình thấy đỡ hơn. Đó là gì các bạn biết không? Đó là mua những cái vé số cào, bất cứ cây xăng nào nó cũng đều bán, nó kích thích người ta, là giống như Powerpool nè, rồi những cái vé số mà giống như cái dạng mà mua là trúng thưởng liền á, cào ai cũng hy vọng là bỏ ra 1, 2 đồng nhưng mà mình có thể trúng được 10 ngàn, 20 ngàn, thậm chí là cả 100 ngàn, thậm chí cả 1 triệu đồng, ở đâu dễ ăn nhỉ các bạn. Đây là một cái thứ mà người ta thiết kế rất là tinh vi đó, không khéo là chúng ta sẽ coi như là dính vô cái này, là chúng ta chỉ có tan nhà nát cửa và không bao giờ ngất đầu lên được. Nhiều khi á, nhiều người mê nó, bạn mua một cái trúng được ít, dù bỏ ra 5 đồng 10 đồng trúng vài chục phần trăm đồng, tưởng đâu dễ ăn. Bạn thử mua hết số tiền mà bạn trúng đi, chưa chắc bạn đã trúng lại. Nó kích thích lòng tham của con người. Cho nên muốn mà giàu có, hoặc là muốn mà thảnh thơi, muốn mà có cuộc sống bình an, muốn mà tới tuổi 50 á mà không có vất vả nữa, thì các bạn phải tuyệt đối không mua cái thứ này. Tất cả những cái thứ mà kích thích về vấn đề giống như là cờ bạc dạng này á, là quên nó đi nha, forget it.
Thì đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn sống ở Mỹ nói chung và sống ở đâu cũng vậy, thì không nên mua những thứ này. Bởi vậy đây là thứ mà nếu mà đọc kỹ đi, 10 thứ này đó là người giàu họ không bao giờ họ mua, còn người nghèo thì cố tình mua cho bằng được. Thì thử hỏi tại sao mà không nghèo hoài, đúng không các bạn? Nó nghèo hoài, nghèo mãi, khổ mãi là do dính vô những cái thứ như thế đấy. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo nha.